Hello, chào mừng anh em quay trở lại với Solar Channel. Và mới đây thì DJI mới cho ra mắt một cái chiếc flycam, nó có cái tên gọi là DJI Mini 3 các bạn ạ, không phải là Mini 3 Pro. Đấy, đã cắt giảm đi cái chữ Pro ở đuôi phía sau rồi. Và chiếc DJI Mini 3 này là một chiếc flycam mà nó có phân khúc giá là thấp hơn so với Mini 3 Pro. Cái mục đích DJI đưa ra cái sản phẩm này để cho người chơi chúng ta dễ tiếp cận hơn với một chiếc flycam cao cấp. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc flycam Mini 3 này các bạn nhé. Đây, trên tay của mình đây là DJI Mini 3. Còn bên đây là cái con Mini 3 Pro. Đấy, chiếc flycam mà mình đã có rất nhiều những cái video để review cũng như là bay thử, test thử cái con này rồi. Như vậy thì với chiếc Mini 3 thì nó đã cắt giảm đi những gì so với Mini 3 Pro. Thì đầu tiên, cái đặc điểm quan trọng, theo mình nghĩ là quan trọng nhất, đó là cái cảm biến va chạm đã không còn nữa các bạn. Cảm biến va chạm trước sau như ở Mini 3 Pro thì ở chiếc Mini 3 này nó không có, nó chỉ có cảm biến bụng ở phía dưới thôi. Thành ra là đối với những người chúng ta mua flycam để các bạn yêu cầu cái độ an toàn, cái có muốn có cảm biến va chạm thì chiếc Mini 3 này nó không có các bạn nhá. Rồi. Thứ nhất là cảm biến va chạm, cái thứ hai nữa đó là cái công nghệ truyền sóng từ Octocin 3.0 ở Mini 3 Pro thì ở chiếc Mini 3 này nó chỉ sử dụng cái công nghệ truyền sóng Octocin 2.0 thôi. Thành ra là với công nghệ truyền sóng này thì cái phạm vi truyền hình ảnh cũng như là cái tầm bay xa của Mini 3 nó không bằng được so với là Mini 3 Pro. Đấy. Nó sẽ chỉ truyền hình ảnh live view về là 720p và cái sóng truyền hình ảnh theo lý thuyết là 10 cây thay vì như là 12 cây như con Mini 3 Pro. Thêm một đặc điểm nữa đó là cái con Mini 3 này nó chỉ quay video ở cái kích thước 4K 30 frame là tối đa các bạn nhé, thay vì như là 4K 60 FPS như là chiếc Mini 3 Pro. Nếu như các bạn quay ở 2K7 thì vẫn quay được 60 frame. Và quan trọng thì mình thấy là chiếc camera của Mini 3 thì vẫn được trang bị cái gimbal chống rung 30 này, rồi cảm biến hình ảnh sensor đó là 1/1.3 inch, vẫn giống như là chiếc Mini 3 Pro. Cùng với đó là cái khẩu độ f1.7 cho cái hiệu quả lấy ánh sáng rất là tốt, đặc biệt khi các bạn mà bay ở trong môi trường mà trời tối hay ban đêm thì chiếc Mini 3 này nó cũng không hề thua kém so với chiếc Mini 3 Pro là bao đâu các bạn. Đấy, chỉ khác biệt đó là cái kích thước, khi mà chúng ta quay 4K chỉ được 30 frame, frame rate nó nhỏ hơn là so với Mini 3 Pro. Đấy, một chút như vậy thôi. Thành ra là mình đánh giá là chất lượng camera thì cũng vẫn rất là ok. Và một cái ưu điểm ở chiếc Mini 3 này vẫn được trang bị như Mini 3 Pro, đó là khả năng xoay dọc lại khung hình. Đó, khả năng xoay dọc khung hình giúp cho các bạn có thể là có những cái thước phim nó sáng tạo, và cái nhu cầu công việc chúng ta cần một cái tỷ lệ khung hình dọc thì chiếc Mini 3 này chúng ta chỉ cần xoay lại một cái thôi là đã có thể là có rồi, thay vì chúng ta phải crop kỹ thuật số giống như là những chiếc flycam khác. Đó, và có như bạn chưa biết thì việc xoay khung hình dọc như thế này thì chỉ trên thế giới này chỉ có chiếc Mini 3 và chiếc Mini 3 Pro là có khả năng này thôi các bạn, còn lại tất cả những dòng flycam khác đều chưa có thể là xoay dọc được cái camera lại. Thì mình vừa nêu ra ba cái đặc điểm cơ bản nhất, đó là Mini 3 này nó không có cảm biến va chạm này trước sau này, cũng như là cái sóng công nghệ truyền sóng nó đã cắt giảm đi, nó giảm về là Octocin 2.0, nó không được 3.0 như là chiếc Mini 3 Pro. Tiếp theo đó là cái chất lượng quay video thì 4K 30 frame là tối đa. Đây các bạn, chúng ta sẽ thấy chữ là Mini 3 không còn cái đuôi Pro nữa rồi. Và chúng ta để ý ở cái hai phần này thì ở chiếc Mini 3 Pro thì nó có cảm biến va chạm và nó làm hình tròn, còn cái hình như thế này các bạn này, đó, nó không phải hình tròn, và hai cái này chỉ là giải cảm biến thôi chứ không phải là cảm biến. Đây là hai cái khe để nó tản nhiệt. Đó, đây là phần phía dưới của nó có cảm biến độ cao. Vẫn là trọng lượng 249 gram. Trọng lượng chuẩn của những dòng flycam mini DJI. Đây là bên hông của chúng ta có là khay cắm thẻ nhớ và một cái cổng sạc Type-C này. Pin thì các bạn sẽ là bóp hai vị trí này, các bạn sẽ rút ra viên pin. Đấy. Cự là 24mm và có thể xoay dọc lại khung hình để chúng ta có thể quay tỷ lệ ngang, tỷ lệ dọc tùy ý muốn thôi. Đối với viên pin của Mini 3 thì chúng ta sẽ có viên pin y hệt như là cái dung lượng của con Mini 3 Pro, đó là 2453mAh và cho cái thời gian bay là khoảng tầm 34 phút theo lý thuyết là như vậy. Tuy nhiên thì sẽ có một điểm khác biệt các bạn nhé, với con Mini 3 này thì nhà sản xuất đã trang bị cho cái con này một cái viên pin thông minh có thời gian là 51 phút bay, thậm chí nó lớn hơn so với là cái thời gian bay viên pin thông minh của con Mini 3 Pro luôn các bạn. Viên pin 51 phút bay thì các bạn chỉ có được khi mà các bạn mua một cái bộ combo đầy đủ nhất của Mini 3, đó là bộ combo plus với smart control này và có 3 viên pin, thì trong đó có một viên pin cơ bản là 34 phút bay và hai viên pin còn lại là hai viên pin thông minh là 51 phút bay. Thì mình vừa mới unbox đây, đó là cái phiên bản đó là DJI Mini 3 bản tay cầm smart control, tức là tay cầm có màn hình
và chỉ có một pin thôi. Đó. Ngoài ra thì còn có bán thêm những phiên bản khác, ví dụ như là bản tay cầm thông minh này và combo đầy đủ là có 3 viên pin như mình vừa liệt kê. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là mua cái con Mini 3 này với bản tay cầm thường, tức là tay cầm DJI RC-N1 đó các bạn, không có màn hình. Đó. Hoặc là các bạn chỉ mua cái phiên bản đó là cái máy bay không thôi cũng được, nó chỉ có cái chiếc drone thôi, không có tay cầm. Thì phiên bản đó thì phù hợp cho những người chúng ta đã có tay cầm sẵn rồi. Chẳng hạn như các bạn bay mà làm mất, làm rơi rớt máy bay thì chúng ta có thể là mua chiếc máy bay không thôi, chúng ta có thể là bay. Mức giá bán của những phiên bản thì mình sẽ để như trên màn hình. Đó thì chúng ta thấy được là với Mini 3 phiên bản cao cấp nhất đó là phiên bản tay cầm Smart Control này và Combo Plus đầy đủ 3 pin, 3 lô phụ kiện thì có một cái mức giá giao gần 21 triệu. Đó, thì 21 triệu cũng là một mức giá chúng ta có thể mua được chiếc Mini 3 Pro, đó là có tay cầm màn hình này và chỉ có một viên pin thôi. Đó, thì nếu như chiếc Mini 3 Pro này mà chúng ta mua đầy đủ thêm pin, thêm phụ kiện, ba lô thì nó dao động tầm khoảng 24-25 triệu. Có nghĩa rằng là con Mini 3 Pro này mức giá của nó cao hơn tầm khoảng 4-5 triệu so với Mini 3 các bạn nhé. Đấy, mọi phiên bản thì nó cao hơn tầm 4-5 triệu. Đó, thì các bạn nghĩ sao về chiếc Mini 3 này? Với phiên bản mà mình đang cầm trên tay đây thì Mini 3 và có tay cầm có màn hình, một viên pin. Và ngoài những cái đặc điểm mà nó cắt giảm đi so với Mini 3 Pro như mình đã liệt kê thì tất cả những cái khả năng còn lại thì nó hầu như là vẫn giữ nguyên giống như là con Mini 3 Pro các bạn nhé. Mini 3 Pro. Và để so sánh Mini 3 Pro thì nó chưa bằng được. Tuy nhiên thì so với Mini 2 thì con này nó có một vài những đặc điểm nó ăn đứt luôn các bạn. Mặc dù là mức giá của nó chỉ cao hơn tầm hơn 1 triệu một chút thôi. Nếu các bạn so ra từng phiên bản, nó lại có thể là xoay ngang dọc được cái camera này. Đấy, rất là hay các bạn nhé. Nếu như chúng ta sử dụng công việc nhiều thì đây là một tính năng cực kỳ là hay và rất là cần thiết. Thêm nữa đó là cái viên pin có thể bay lâu hơn này. Thêm nữa là chất lượng quay video, cái camera nó có cảm biến lớn hơn so với Mini 2 này. Khẩu độ cũng lớn hơn. Thành ra là cái chất lượng quay chụp sẽ ok hơn rất là nhiều. Pin thì cũng bay lâu hơn một chút này. Đấy, nói chung thì nếu như chúng ta bỏ thêm một chút để các bạn có thể mua Mini 3 thay vì Mini 2 thì mình nghĩ là rất là xứng đáng. Còn đối với Mini 3 Pro thì chúng ta sẽ bỏ thêm một số tiền cũng lớn hơn một chút nữa để các bạn có thể có thêm cảm biến tránh va chạm này, bay xa hơn này, rồi là cái công nghệ quay phim này nó là tốt nhất này. Với việc mà chúng ta sử dụng một cái tay cầm có màn hình như thế này gọi là tay cầm Smart Control thì chúng ta không cần phải sử dụng điện thoại gắn thêm và các bạn sẽ theo dõi trực tiếp hình ảnh nó truyền về trên một cái màn hình như thế này. Đây là quay là tối đa của con Mini 3 này, đó là 4K 30fps và có gimbal chống rung 30 này, có cảm biến này 1/1.3 inch là như vậy. Và với cái tay cầm này thì nó sử dụng công nghệ chuyển sóng Oxygen 2.0 thôi, tức là cái con Mini 3 này nó có cái phạm vi bay xa nhất theo như lý thuyết sẽ là 10 km các bạn nhé. Bay thì phạm vi bay xa và truyền sóng hình ảnh nó là 10 km. Và tất cả những cái menu cài đặt cũng như là những cái tùy chỉnh tùy chọn thì vẫn giống như là cái tay cầm khi mà các bạn sử dụng Mini 3 Pro thôi các bạn. Mình cũng đã hướng dẫn chi tiết ở một video trước đây rồi. Và với Mini 3 này thì mình rất là thích, đó là vẫn còn được trang bị cái khả năng đó là xoay ngang dọc lại cái camera. Đây, giờ mình sẽ xoay cho thử cho bạn coi. Đây, chúng ta nhấn vào cái nút này. Đó, rất là hay và rất là tiện. Cái này thì đối với nhiều anh em chúng ta quay phim chuyên nghiệp hoặc là chúng ta sáng tạo, chúng ta làm những cái nội dung giải trí sáng tạo thì rất cần những cái xoay ngang dọc nhanh như thế này. Đấy, thay vì chúng ta sẽ phải quay cố định theo chiều ngang thôi và sau đó các bạn về các bạn hậu kỳ edit thì chúng ta sẽ phải crop lại thì đôi khi cũng không được như ưng ý, thì với việc chúng ta nhấn một cái thôi nó đã xoay dọc lại cái khung hình. Đấy, đảm bảo cho các bạn có thể là có những cái sáng tạo những thước phim. Các bạn thấy là dọc khung hình như thế này thì chúng ta thấy là nội dung trên TikTok hay là trên Instagram á, thì rất là dễ làm đúng không các bạn? Đó. Chúng ta đem flycam ra ngoài trời thì nó sẽ nhận GPS. Ở đây mình đang ở trong phòng nên là trên trạng thái trên cái dòng này nó báo là no GPS này. Đấy, tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể bay được nhưng mà chúng ta sẽ bay không an toàn, không có GPS. Rồi. Và các bạn thấy là góc này có bản đồ này. Đó, thì cái này thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn chi tiết nhiều ở những video trước đây rồi. Chúng ta bay đi xa rồi thì các bạn mở bản đồ lên để theo dõi vị trí phủ flycam. Góc này chúng ta có chế độ bay nhá, N mode này. Vị trí này thì các bạn sẽ có là tầm cao và tầm xa cũng như là vận tốc bay này. Góc này thì các bạn thấy là có cái thẻ nhớ này, ở đây thì mình chưa gắn thẻ nhớ nên là nó báo là không có thẻ nhớ. Và bên cạnh đó là cái chất lượng quay phim thì hiện tại đang để là 4K 30 frame. Các bạn có thể nhấn vô để chúng ta có thể là tùy chỉnh. 4K 30fps là cao nhất này,
chúng ta có thể chuyển sang 2K7 thì các bạn sẽ quay được đó là 60fps nhé. Đó, hoặc là chúng ta quay HD 1080 thì cũng là 60fps. Đấy, tùy cái nhu cầu các bạn sử dụng. 4K 30fps là cao nhất. Còn Mini 3 Pro thì nó sẽ được là 4K 60fps. Chúng ta có những cái điều chỉnh về ánh sáng này, auto rồi. Chúng ta có là ISO rồi là những cái tinh chỉnh về ánh sáng. Đó, khá là nhiều. Shutter thì rất là nhiều những cái chế độ thì các bạn có thể là tự cài đặt theo cái những cái khu vực các bạn quay phim đó, ánh sáng thế nào chúng ta cài đặt cho nó phù hợp. Đấy, còn không thì chúng ta để auto. Đó. Ok. Và ngay phía góc trên đây thì các bạn sẽ có là chụp hình và quay phim. Chúng ta có là xoay ngang dọc cái khung hình ở chỗ cái nút này. Đấy, các bạn có thể zoom này. Góc này thì chúng ta là lấy nét tự này. Lấy nét tự động hoặc là chúng ta lấy nét bằng thủ công. MF là lấy nét tự động, còn AF là lấy nét thủ công, thì các bạn sẽ chọn khu vực để các bạn lấy nét. Đấy, còn MF là nó sẽ lấy nét vào cái focus vào một điểm. Cái góc này là thư viện. Đó. No SD card ha, chưa có thể nhớ. Rồi, các bạn nhấn vào dấu ba chấm này, chúng ta sẽ có những cái menu cài đặt. Về có 5 cái mục cơ bản đó là Safety, Control, Camera, Transmission và About. Thì ở đây chúng ta có cài đặt về phạm vi, KBSA cũng như là độ cao Return to Home. Các bạn có thể Calibration, cảm biến, Calibration lại cái lai bàn điện tử này. Những cái menu này thì mình cũng đã hướng dẫn kỹ với các bạn ở video hướng dẫn sử dụng Mini 3 Pro rồi các bạn ha. Và chúng ta có là những cái chế độ liên quan tới gimbal này, follow mode hoặc là FPV. Chúng ta có thể là calibration cái gimbal này. Chuyển camera thì các bạn sẽ có những cái thông số cài đặt. Chúng ta có thể vẽ những cái khung, những cái đường kẻ hay gì đó lên màn hình này. Đó. Ok. Thì góc này thì chúng ta sẽ có thời lượng pin này cũng như là thời gian bay còn lại an toàn đối với viên pin. Đó, cái này rất là hay. Khi các bạn bay, ví dụ các bạn bay được một thời gian rồi thì nó sẽ tính toán cái thời lượng bay còn lại để cho đủ pin để bay về nhà một cách an toàn. Chỉ có DJI mới có được cái tính năng này thôi các bạn. Rồi bên cạnh chúng ta có sóng kết nối với tay cầm là RC là đang là full vạch này, sóng GPS thì đang báo đỏ không điểm này. Ở trong nhà thì không có GPS. Ok, thì mình vừa mới điểm lại với các bạn về cái menu và cách dùng trên cái màn hình Smart Control này. Ở trên đây chúng ta có những cái chế độ là bay chậm, bay vừa và bay nhanh. C là CMOS là bay chậm này. Thì các bạn chuyển qua NMOS ở giữa là bay tốc độ vừa. Còn S Sport Mode đó là bay nhanh. Đó. Thì đối với người mới chơi chúng ta nên bay chậm thôi các bạn nhé. Đây, nút này là nút Return to Home nhé. Nút này là nút nguồn này. Thì hai cần joystick điều khiển. Và góc trên đây chúng ta có nút quay phim và chụp hình. Đó, bên này là quay phim, bên này là chụp hình. Và chúng ta có là cái nút xoay góc camera lên xuống cũng như là zoom. Rồi phía dưới này nữa chúng ta có nút C1 và C2. Đây là hai nút tính năng tùy cho các bạn gán thôi. Theo mặc định thì bây giờ mình nhấn C1 này. Đó, là cái camera nó sẽ chui xuống dưới mặt đất. Đấy. Nhấn lại là đưa lên lại. Còn nút C2 đấy, mình nhấn một cái là cái camera nó sẽ xoay dọc khung hình. Nhấn lại C2 là xoay ngang. Đó, thì hai nút C1, C2 thì tùy chúng ta gắn cho nó là chức năng gì thôi thì chúng ta sẽ nhấn. Đây là Mini 3. Đấy, một phân khúc giá mềm hơn so với Mini 3 Pro để chúng ta có thể tiếp cận một chiếc flycam phân khúc giá cao cấp. Đấy, tay cầm cũng có màn hình luôn các bạn này. Đối với Mini 2 thì chúng ta lại không sử dụng được cái tay cầm có màn hình các bạn nhé. Chúng ta lưu ý. Đấy, nếu như chúng ta muốn sử dụng tay cầm có màn hình, đấy, không cần phải gắn thêm điện thoại rườm rà thì rõ ràng là chúng ta bắt buộc phải mua Mini 3 hoặc là Mini 3 Pro thôi. Ok, video này mình giới thiệu với các bạn về chiếc Mini 3 này. Và trong video sau thì mình sẽ đem ra ngoài bay test thử chiếc flycam này với các bạn sau các bạn nhé. Và cũng là có những video để so sánh với Mini 3 Pro hoặc là so sánh với Mini 2 sau. Ok, hôm nay video của mình xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ subscribe và nhấn chuông để đón xem video trong lần sau. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.